Chị Đức Trang con gái muốn gì nữa cái gì? Đó, tán tạo rồi. Đó, tán tạo rồi. Mình sẽ đưa ra 5 giải khúc chiếu quý vị ha. Dạ, bây giờ mình sẽ chuẩn bị qua 5 giải khúc đầu tiên quý vị ha. Rồi quý vị mình cứ chờ đợi một số đầu tiên nữa đi nhé. Su di da, mây di mây di da, su di da. Anh chàng quá lòng riêng mặt mà, anh đi cho đông nhớ ghé qua dĩ mà. Về Hà Tiên nhớ đi qua mà tình miên, chiều đông một trong xanh nó và ba em hiểu liền. Hôm đông mây nhắn hoa đôi lời, người em chờ mấy năm chờ, quá em xin tôi mời. Về quê hương đất miền Tây, hãy thương em người, em ghé qua nơi đây. 37 số đầu tiên. 37 à? Dạ, ai có con số đầu tiên con số 37? Dạ, quý chị mình ai có con số 37 à? 37 số đầu tiên. 37 số gì ta? Mày chỉ nên số gì thì mày mới để ta. Mình sẽ có 5 giải và chúng em sẽ kêu lần lượt 5 con số đó thì ha. 37 con 37 số gì đây mày, gì đây con, gì đây ta. Mày gì đây mày, gì đây mày, gì đây. Giặc nhạc ta đây. Nếu nước nam, hey! Nhà ta vẫn mất đi cười. Chơi chống buồn rồi, sống như thủy. Mấy nguồn đại là từ con gái của Cà Mau. 36 Có mười lăm số gì đây? Mấy gì đây? Mấy gì đây? Mấy gì đây?
lớn đang em nhất từ ngoài sơ tay 27 27 trong 27 27 là đã chia rồi. Chưa còn một điểm đi một chút nhanh rồi 27 à. Dạ rồi tiếp tục cái mình nhé. Dù gì đây mày thì để dù gì ta mày thì để ta dù gì đây mày thì để ta đó. Bây giờ mình đã có nhiều chủ nhân nhận qua những giải khuyến khích rồi quý vị. Còn ngoài ra còn rất là nhiều giải thưởng phía sau quý vị nha. Dạ. Dạ, dạ mới giải khuyến khích thôi. Dạ. Dạ. Kính thưa quý vị, thì tiếp theo mình vẫn còn hai giải tư quý vị nha. Dạ, mỗi một giải tư mình sẽ có nhận qua giùm em là một phong bao lì xì trị giá là 100.000 đồng cho hai giải tư quý vị nha. Dạ. Và bây giờ cho phép chúng em sẽ kêu tiếp giải tư quý vị ha. Dạ. Bắt đầu giải tư. Lên xe. Lên xe đây. Mình bốn tám rồi, chúc mừng rồi.